Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Mai Nguyên sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc loa di động JBL Flip 2. Đây là phiên bản nâng cấp của JBL Flip. Chiếc loa thế hệ thứ 2 của chúng ta có nhiều cải tiến hơn hẳn và có một chút thay đổi về mặt thiết kế. Chiếc hộp của loa có in hình sản phẩm ở phía trước và một số thông tin, hình ảnh minh họa khác được in ở bên hông hộp. Phụ kiện của loa cũng rất là đơn giản. Tài liệu hướng dẫn, adapter sạc, dây cáp micro USB, chấu 2-3 đầu và một bao đựng loa. Và cuối cùng là chiếc loa JBL Flip 2 màu vàng của chúng ta. Các phụ kiện kèm theo cũng sẽ cùng màu với mỗi loa. Hiện đợt hàng này chỉ có 3 màu, vàng, đen và đỏ. Các màu khác sẽ có trong đợt hàng tiếp theo. JBL Flip 2 có thiết kế dạng ống, hai bên hông loa được gọt xéo khoảng 25 độ và logo của JBL được in trên phía mặt trước của loa. Khác với thế hệ đầu tiên thì Flip 2 có nút bấm dạng chìm được in ký hiệu lên trên bề mặt cao su. Cạnh trái là nút điều khiển âm lượng, nguồn và nút nhận tắt cuộc gọi. Cạnh phải là để kết nối với thiết bị loa qua NFC rất là nhanh chóng. Còn gần ngay dưới chân loa là cổng micro USB và cổng audio 3.5 cho kết nối trực tiếp. Bên cạnh đó là dãy đèn báo tín hiệu lượng pin. JBL Flip 2 của chúng ta có khả năng nghe nhạc là 5 tiếng với lượng pin là 2000mAh. Tần số đáp ứng cũng khá cao so với một chiếc loa di động là 100Hz đến 20kHz. Hệ thống âm bass được tối ưu hóa nhờ hệ thống thoát hơi đặc biệt. Ngoài ra, loa còn thích hợp microphone ở trên loa với công nghệ loại bỏ tiếng vang sound clear, echo và lọc tiếng ồn. JBL Flip 2 cũng giúp cho các bạn nhận cuộc gọi trực tiếp trên loa mà không cần phải ngắt kết nối với loa. Chiếc loa di động JBL Flip 2 có khả năng kết nối với bất kỳ chiếc smartphone hay tablet hoặc là PC nào có hỗ trợ Bluetooth và nhanh chóng dễ dàng hơn với công nghệ NFC được tích hợp ở trên loa. Với thiết kế nhỏ gọn và công suất cũng khá lớn, JBL Flip 2 sẽ mang âm nhạc của bạn đến bất cứ đâu. Hiện sản phẩm đang có hàng tại Mai Nguyên. Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, các bạn hãy truy cập website mainguyen.vn. Xin cảm ơn các bạn.